Good morning, chào mừng cô chú anh chị và bạn đã quay trở lại với channel Mỹ Trình Realtor. Thì bây giờ Mỹ đang đứng ở một trang căn nhà single family thuộc về thành phố là Elmonte. Zip code là 91731. Thì chỗ đoạn này nó gần với là Loa Susa với đường Santa Anita đó. Mình nhìn thấy là airport rồi đó. Okay. Thì nhà này á là 4 ngủ 2 tắm, 1392 square feet, còn đất chỉ có là 5979 square feet, xây dựng năm 1954, giá đang đòi hỏi là 899.000 trên thị trường khoảng chừng 1 tầng rồi. Khu vực này 4 ngủ 2 tắm mà gần 900.000 thì hơi cũng hơi chua chua. Để mình go to cái căn nhà này như thế nào nha. Đây là phía đường phía trước căn nhà nè. Đường này thì nó hơi nhỏ, hơi khiêm tốn. Xe đậu hai bên thì chạy được một chiếc thôi. Cho nên nó cũng hơi là bất tiện. Đường cái là đường nhỏ vậy thì tốc độ xe nó cũng chậm. Như là khu này là giống như là đường cục trong cái location này vậy đó. Ok, thì đây phía trước căn nhà nè. One car driveway. Chạy thẳng ra đằng sau, hai xe ga detached luôn, tuốt đằng sau luôn. Phía trước á, họ mới trồng cỏ nè, nước tưới tự động luôn nha, nhà foundation roof rồi họ thay mới hết rồi, nhà này họ fit up hết rồi, ok sẵn sàng dọn vô, foundation không? Thì á, nhà nằm về hướng mặt trời mọc. Còn mà cái sân bay mà nếu mà mình ở gần đây thì mình cũng biết là sân bay mà kế bên đường Santa Anita thì nó bên kia đường đó, nó có bên kia đó không, hướng đó là hướng Loa Susa. Bắt đầu nhìn hiện đại ghê không. Thì bây giờ mình mở cửa ra đó, mình nhìn thấy là living room and kitchen open luôn ha. Có fan trên ceiling, đèn LED hết luôn. Sàn là vinyl island nữa không. Cabinet đó, tông màu trắng là coi như là chưa bóc tem luôn á, vẫn còn bọc luôn. Không? Quanh hồ sinh nữa không. Và đến đây mình nhìn ra phía trước căn nhà nào nè. Thì giá của nó là bao gồm là bếp, dishwasher, rồi tủ lạnh luôn nha. Microwave hút có cái van lên trên. Thì bên đây là cái section này trong đây là máy giặt máy sấy. Cabinet đâu có luôn. Rồi. 4 ngủ 2 tắm thì cái layout của nó là khi mình mở cửa vào đó thì mé bên tay phải của mình là 2 ngủ 1 tắm. Okay. Phía sau bức tường này là một phòng ngủ nữa, còn thẳng cái đường hallway này là một cái phòng ngủ là mình có thể làm master cũng được. Ok. Đấy. Chỗ đó là fan door, chút xíu mình ra phòng đó ha. Còn cái chỗ kế bên này nữa là cái nhà tắm. Okay. Này là central air luôn nha. Đây phòng ngủ tiên này. Này sẵn sàng dọn vô rồi, sơn hết rồi. Rồi cửa thì double pan hết rồi. Nhà tắm thì họ áp gạch lên, bathtub. Đường ống nước thì đường ống copper. Hai phòng đầu tiên này thì mình để là queen size, ok. Trong cabinet cũng rộng. Bây giờ mình chính cái vừa bước ra từ phòng ngủ không, tới cái chỗ này cái hallway này mình nhìn ra được cái phòng living room, kitchen rồi luôn. Cho nên sinh hoạt gia đình đó mình có cảm giác là interaction nhiều, ấm cúng, nói chuyện với nhau cũng được. Okay.
Đây đây là phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba này cũng là sliding door closet luôn, không bự luôn không. Đường cái nữa là có cửa đi ra đằng sau bác ra luôn. Ok, đằng đó đi ra đằng sau là cái gà gà đó. Okay. Thì á cái phòng thứ tư này đó, nếu mà mình muốn làm master á thì mình có thể là đóng cái cửa này lại của cái nhà tắm này, phải không? Thì trong nhà tắm nó có thêm một cửa từ trong phòng thứ tư vào. À, thì cũng là bathtub luôn, gạch cũng áp lên tới ceiling luôn không? Mới luôn à. Mới hết luôn nha. Fan door này mở ra đằng sau bác ra từ cái phòng ngủ thứ tư này. Thì phòng ngủ này mình để là king size cũng được, sliding door closet cũng rộng nữa không. Window bên ngang nó rộng quá nè. Cái này là fan door mình ra đằng sau không. Đằng sau này thì nó còn khoảng đất trống một chút xíu để mình trồng rau cũng được. Central AI cục AC unit này thì mình thấy nó cũng cũ, với lại cái power của nó nhỏ, nó không có thể nào khó có cover được hết một căn nhà mà gần 1.400 square feet được. Ok, hay bình nước nóng nước lạnh thì để góc mình không căn nhà ha. Thì cái này họ cũng làm lại hết rồi. Cái này ở thành phố là El Monte, nếu như mà họ làm lại á là họ phải comply với city dữ lắm á. Dòng điện 200 ohm luôn. Power đủ mạnh này. Ok, hai xe gaga nè. Mở tự động luôn. Insulation ha, ở tường với ceiling rồi insulation hết rồi ha. Có đèn LED light luôn. Rút rồi mới sạch sẽ luôn. À, đây là cái lối vào mà từ cái phòng ngủ thứ ba nè. Thì cái điều bất tiện của căn nhà này á, thí dụ nếu như mà mình dùng hết phòng ngủ thứ hai, thứ ba, thứ tư á, thì cái làm sao để mà mình đi ra đằng sau bác ra đây? À, tại vì từ hướng này á, mình khó đi ra. À, từ cái nhà bếp á, đi ra hơi khó. À, đổ gác đồ mình phải vòng ra đằng trước này. Hoặc giả là phải đi qua cái mấy phòng ngủ. Thì đó là bất tiện của căn nhà này. Đó. Thì nhà này đang giá đang đòi hỏi là 899.000 cho 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm 1.392 square feet, đất thì là 5.279 square feet, xây vào năm 1954. Thì bề ngang của miếng đất là 53 feet, chiều sâu là 100 feet. À, khu vực này ra vào đi Temple Rosemead theo nó rất là thuận tiện. Thì nếu như mà cô chú anh chị và các bạn có câu hỏi thắc mắc gì muốn xem nhà này có thể liên hệ Mỹ, số điện thoại là 626 297 7474. Mỹ xin chào và tạm biệt, bye bye.